Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Sau thời gian hậu kỳ, bộ phim ngôn tình hiện đại Khế Ước Tình Yêu đã chính thức lên sóng. Phim do Lục Nghiên Kỳ và Nghiêm Tử Hiền diễn chính. Lục Nghiên Kỳ sinh năm 1992. Tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Các bộ phim nổi bật: Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Lớp Trưởng Đại Nhân, Cửu Châu Phiêu Miểu Lục, Minh Lan Truyện, Thanh Bình Nhạc và nhiều bộ phim khác. Nghiêm Tử Hiền sinh năm 1994. Tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Hiện đại Bắc Kinh. Các bộ phim nổi bật: Học viện Phép thuật của tôi, Nữ hoàng của tôi, Xuân Lai Trầm Tinh Hà và nhiều bộ phim khác. Bộ phim ngôn tình hiện đại Khế Ước Tình Yêu là câu chuyện tình yêu giữa một nữ minh tinh và thiếu gia nhà giàu. Lục Nghiên Kỳ vai Hạ Thiên, Nghiêm Tử Hiền vai Quý Thành Hiên. Hạ Thiên là một nữ diễn viên cũng là cháu gái nhà họ Hạ. Cô đã giấu thân phận bên cạnh Quý Thành Hiên để giúp đỡ anh. Vượt qua sự phản đối từ mọi phía, Hạ Thiên và Quý Thành Hiên đã bảo vệ mối quan hệ gia đình và nhận ra được sự chân thành dành cho nhau. Phim Khế Ước Tình Yêu với sự tham gia của dàn diễn viên Lục Nghiên Kỳ, Nghiêm Tử Hiền, Trình Trừng, Phạm Tĩnh Y và các diễn viên khác. Phim lên sóng trên Tencent vào ngày 9 tháng 1. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Like nothing I've